Kính mời quý vị cùng lắng nghe 5 phút lời Chúa được thực hiện bởi Học viện Dòng Ngôi Lời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Theo lẽ đời, ai cũng muốn mình có một vị thế nhất định trong xã hội, muốn được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Những danh vọng, chức quyền khiến con người ta phải đấu tranh và cạnh tranh nhau. Người làm lớn dường như luôn là kẻ nắm quyền lực và tiền bạc trong tay, có khả năng bắt người khác làm theo ý muốn của họ. Thế nhưng, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta một cái nhìn mới về người lớn nhất. Xem ra những giáo huấn của Đức Giêsu trái ngược với tư tưởng con người. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến phẩm giá cao quý của tất cả mọi người. Trong mắt người, không có sự phân biệt giàu nghèo, kẻ quyền quý, người bần cùng, vì tất cả chúng ta đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Dù chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng không vì thế mà chúng ta tỏ ra khinh rẻ kẻ yếu thế hơn mình. Nhưng qua hoàn cảnh của họ, chúng ta phải không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, đồng thời cũng biết phân phát ơn lành Thiên Chúa cho những người nghèo khổ, hầu giúp họ vượt qua những khó khăn của cuộc sống hiện tại. Điều quan trọng nhất mà Đức Giêsu muốn là mỗi người chúng ta, dù giàu sang hay nghèo đói, hãy luôn mặc lấy tâm tình tạ ơn, phó thác và hoàn toàn tin tưởng cuộc sống của chúng ta cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của trẻ thơ, đó là sống hồn nhiên vô tư, không bon chen, hận thù, không tranh chấp, và một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha. Và đối với Thiên Chúa, đó là kẻ lớn nhất trong nước trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Xin Ngài dạy chúng con sống thanh thoát và yêu thương nhau, để chúng con biết tôn trọng anh em đồng loại và biết khước từ danh vọng, quyền lực nơi trần gian này, hầu chúng con trở nên một trẻ thơ của Chúa. Amen.
ơn Chúa.